đưa em qua bến đò, rồi bến đò rồi xong gọi đưa em qua đò, qua đường đò thì sang có một người Trung Quốc đón em, người đàn ông Trung Quốc đón em. Họ bắt là bọn em uống rượu thì bọn em không uống vì họ lại đánh nữa. Sợ họ giết. So it just looks like the washing instructions in the clothes. So traffickers and the buyers, brothel owners would never suspect. We've had a few parents come up to us and say, why didn't you do this last year? And we say, why? And they said, because my daughter was trafficked last year.